Huấn luyện viên Isara Suritaro thất vọng khi Thái Lan thua Indonesia 1-3 trong trận bán kết U23 Đông Nam Á 2023 dù được chơi trên sân nhà. Trước tiên, tôi xin chúc mừng Indonesia. Hôm nay, họ chơi tốt, còn chúng tôi thì không. Thất bại này thật đáng buồn. Chúng tôi muốn vào chung kết, nhưng vỡ mộng rồi, huấn luyện viên Isara nói tại phòng họp báo sân Rayong sau trận thua Indonesia tối 24 tháng 8. Thái Lan được đánh giá cao hơn trước trận bán kết. Bên cạnh lợi thế sân nhà với cổ động viên cổ vũ cuồng nhiệt, thầy trò Isara còn đạt phong độ cao toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi 8 bàn và giữ sạch lưới. Ngược lại, Indonesia chịu áp lực lớn khi chỉ vào bán kết nhờ vé vớt. Sau khi thua Malaysia 1-2 rồi thắng Timor-Leste 1-0, đội bóng xứ vạn đảo phải nhờ Việt Nam hạ Philippines để được xếp là đội đứng thứ nhì có thành tích tốt nhất ở 3 bảng. Tuy nhiên, trên sân Rayong, Indonesia bất ngờ dẫn 2-0 chỉ sau 23 phút. Từ cú sút xa của Sroyer ngay phút thứ 10 rồi cú đánh đầu cận thành của Ferrari. Chukwuet sút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Thái Lan ở phút 27 với pha dứt điểm sau pha đá phạt góc, nhưng tới phút bù giờ của hiệp 1 Natcha lại phản lưới, níu đối phương bàn thứ 3. Đội chủ nhà cố gắng đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2, nhưng bất lực trước hàng thủ đông người của Indonesia. Chúng tôi nhận bàn thua quá sớm, quá dễ. Sau khi rút ngắn tỷ số còn 1-2, đội có cơ hội trở lại. Nhưng rồi bàn phản lưới sau đó đã phá hỏng tất cả, chúng tôi không thể gượng dậy. Đội cố gắng tấn công trong hiệp 2, nhưng đối thủ phòng ngự quá dày, huấn luyện viên Isara Suritaro nói thêm. Đây là lần thứ hai liên tiếp huấn luyện viên Isara nhận trái đắng từ Indonesia. Cách đây 3 tháng, ông cùng U22 Thái Lan thua đối thủ này 2-5 trong trận chung kết SEA Games 32, rồi hứng chịu loạt án phạt vì sự cố ẩu đà. Trước câu hỏi phải chăng cầu thủ Thái Lan có tinh thần không tốt, dẫn tới không thể hiện được hết khả năng thua Indonesia, ông Isara cho hay, mọi người xem sẽ thấy sau khi trọng tài thổi còi hết giờ, cầu thủ của tôi đã nằm cả xuống sân. Họ đã chiến đấu hết mình, tận hiến 100%. Thái Lan vẫn còn trận tranh giải ba với Malaysia lúc 16 giờ ngày 26 tháng 8. Ông Isara hiểu toàn đội rất buồn vì vỡ mộng vào chung kết, nhưng kêu gọi các học trò chấp nhận sự thật, tập trung phục hồi và chơi trận cuối để tri ân người hâm mộ.